Xin chúc mừng cả 6 thí sinh đã hoàn tất phần thi của mình với những phong cách rất riêng của các bạn. Và chúng ta đã thực sự có được một đêm nhạc rất thú vị ngày hôm nay, đúng không thưa tất cả quý vị khán giả? Còn bây giờ trên tay của Hoa đó là kết quả của đêm thi thứ tư. Ca sĩ Bảo Hân, điểm tổng cộng của ca sĩ Bảo Hân là 38,60. Ca sĩ Ngọc Trâm, tổng số điểm dành cho ca sĩ Ngọc Trâm là 38,85. Ca sĩ Đào Ngọc Sang, tổng điểm dành cho ca sĩ Đào Ngọc Sang là 39,05. Ca sĩ Triệu Long, tổng cộng số điểm là 39,10. Ca sĩ Tuấn Nghĩa, tổng điểm dành cho ca sĩ Tuấn Nghĩa là 39,30. Ca sĩ Hà Thúy Anh, điểm số của bạn là 39,55. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hà Thúy Anh là người chiến thắng ở đêm thi thứ tư. Chúc mừng bạn. Xin được mời danh ca Do Linh và ca sĩ Chế Thanh sẽ lên trao giải thưởng cho Hà Thúy Anh với giải nhất tuần, trị giá 10 triệu đồng.